được hủy bỏ quyết định tạm giam và trả tự do sau khi bị kết án về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em, nhưng mà mới được xin lỗi về 2 trong số 3 tội danh nói trên. Vì thế mà tử tù oan Hàn Đức Long, người từng 4 lần bị tuyên án tử hình, hơn 11 năm ngồi tù oan, vừa tiếp tục yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang xin lỗi công khai. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Bản tin tối. Gần 2 tuần sau khi được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xin lỗi công khai tại địa phương, hôm nay ông Hàn Đức Long, người từng 4 lần bị tuyên án tử hình, hơn 11 năm ngồi tù oan, tiếp tục đến Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Giang gửi đơn yêu cầu xin lỗi công khai. Tôi bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố tôi về 3 tội: hiếp dâm, giết người và hiếp dâm trẻ em. Sau khi mà tôi có đơn yêu cầu là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang trực tiếp xin lỗi tôi và Tòa án cấp cao tại Hà Nội mà trực tiếp xin lỗi tôi, thì đến ngày 25 tháng 4 vừa qua thì Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã về tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn xin lỗi công khai tôi. Còn Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Giang thì đến nay vẫn chưa là tổ chức là xin lỗi công khai tôi. Bởi lẽ những lẽ trên cho nên ngày hôm nay tôi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang gửi đơn yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức xin lỗi. Theo ông Long, việc yêu cầu xin lỗi công khai xuất phát từ việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang khởi tố, truy tố ông về tội hiếp dâm 2 phụ nữ ở cùng thôn vào năm 2004-2005. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016 vừa qua, chính cơ quan này đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do không cấu thành tội danh trên và trả tự do cho bị can này. Do vậy, cần sớm xin lỗi cho người bị oan sai. Và chúng tôi cũng rất là đang hy vọng và cũng chờ những cái động thái, cái tín hiệu tích cực của cơ quan tiến hành tố tụng là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang để làm sao mà để cho bản thân cái người bị oan ấy, họ đã bị oan rồi, thì họ được bớt đi một phần nào về cái tư tưởng và tổ chức công khai xin lỗi sớm ngày nào thì họ sẽ ổn định, họ sẽ dần dần họ phải ổn định lại với cuộc sống. Trong một diễn biến mới nhất, được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết đã tiếp nhận đơn của ông Long và giải quyết theo quy định của pháp luật. Còn ông Long cho biết, ông mong muốn được giải quyết trong thời gian sớm nhất nhằm khôi phục lại quyền lợi, danh dự vốn đã mất hết từ các cáo buộc tội danh này.